tướng Ba Lan tiết lộ những gì đe dọa lực lượng vũ trang Ukraine, cái bẫy dường sẵn. NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine buộc Nga phải đàm phán. Tiết lộ mới về vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Báo Mỹ nhận định còn quá sớm để đánh giá tình hình ở Ukraine. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Đòn giáng trả của quân Nga trong thời gian lực lượng vũ trang Ukraine tấn công thể hiện mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với người Ukraine. Cựu tướng Ba Lan Gwandema Zizak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, binh sĩ Ukraine tiến được 1.300 mét và rất phấn khích. Đó là kiểu phản công gì thế? Đó chỉ là dậm chân tại chỗ. Họ thậm chí còn chưa vượt qua được cứ điểm của Nga. Nhà quân sự Ba Lan nhận xét. Theo lời ông, lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành tựu nào trong cuộc phản công vì họ sử dụng sai chiến lược, sai lầm để chống quân Nga. Vị tướng cũng xác nhận rằng lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn cái bẫy nghiêm trọng, chờ những kẻ tấn công. Mối đe dọa lớn nhất đối với người Ukraine không phải là các cứ điểm phòng thủ của quân Nga, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đã phải bỏ lại nhiều xe tăng và xe thiết giáp Bradley, mà là đòn giáng trả của quân Nga đâu đó ở phía sau, xe tăng và xe chiến đấu của Nga đang chờ người Ukraine chọc thủng hàng phòng thủ của Nga. Ai ngờ cũng đúng là lúc Nga sẽ giáng đòn, vị tướng cảnh báo. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển và ông hy vọng điều đó sẽ buộc Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Ukraine đang đạt được tiến triển, tiếp tục tiến công. Lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ông Bắc cho rằng chiến dịch phản công của ukraine có thể coi là cách để đạt được đòn bẩy đàm phán ông lập luận người ukraine càng giành lại được nhiều lãnh thổ họ càng có ưu thế hơn trên bàn đàm phán trước đó ông nói rằng cuộc phản công của ukraine mới ở những ngày đầu thách thức vẫn ở phía trước theo ông ukraine đang tấn công các tuyến phòng thủ của nga bao gồm chiến hào cùng chướng ngại vật trên mặt đất và bãi mìn giai đoạn tiếp theo là thâm nhập vượt qua các tuyến phòng thủ mà nga đã xây dựng trong nhiều tháng qua Ông Xuân Tần Bắc nhận định. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra không lâu sau khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công được đồn đoán nhiều tháng qua. Cuộc gặp cũng là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Lithuania. Tại hội đàm, Tổng thống Biden nhấn mạnh, chúng ta đang củng cố sườn phía đông NATO và tuyên bố rõ ràng chúng ta sẽ bảo vệ từng tất đất NATO. Một lần nữa tôi khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ với điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO. Chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh NATO cũng nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể để giúp nước này phòng vệ và khôi phục lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua công bố gói viện trợ mới trị giá 325 triệu USD gồm đạn dược, vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết gói này cung cấp các khả năng chính để hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ và hỗ trợ lực lượng phòng không Ukraine bảo vệ binh sĩ, dân thường và hạ tầng trọng yếu. Tình báo quân sự Hà Lan đã sớm biết trước được kế hoạch của Ukraine nhằm cho nổ tung đường ống Nord Stream vào hồi tháng 9 năm ngoái. Thông tin trên do Đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS công bố mà không nêu rõ thông tin. Đây là kết quả dựa trên cuộc điều tra chung của NOS với chương trình tin tức Hà Lan, Nesco, hãng tin Digest và ARD của Đức. Đài truyền hình quốc gia Hà Lan nói rằng MIVD, ở giai đoạn đầu đã thu thập được thông tin chi tiết về kế hoạch của Ukraine nhằm vào đường ống Nord Stream. NOS tiết lộ, tình báo quân sự Hà Lan đã chia sẻ thông tin về kế hoạch của Ukraine cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA khoảng 3 tháng trước khi đường ống Nord Stream bị đánh thuốc nổ. Nord Stream là hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu, đã bị phá hoại bằng thuốc nổ vào tháng 9 năm 2022. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã lên án hành động phá hoại này. Vụ việc đang được một số quốc gia châu Âu điều tra. Cơ quan tình báo quân sự Hà Lan CIA, Đại sứ quán Hà Lan tại Mỹ và cả phía Ukraine hiện đều chưa lên tiếng về thông tin do NOS đăng tải. Họ cũng từ chối yêu cầu bình luận của kênh CNN Mỹ. CNN tuần trước đưa tin Mỹ đã nhận được thông tin tình báo từ một đồng minh châu Âu vào năm ngoái rằng Ukraine đang lên kế hoạch tấn công đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream. Đây là nguồn tin được ba quan chức Mỹ cung cấp cho CNN. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal, cũng đưa tin rằng CIA năm ngoái đã cảnh báo Ukraine không được tấn công các đường ống Nord Stream. Cảnh báo được phía CIA đưa ra sau khi nhận được thông tin tình báo về kế hoạch của Kiev. CIA đã nhận được thông tin tình báo từ quân đội Hà Lan, nguồn thạo tin từ quan chức Mỹ nói với The World Thời điểm đường ống Nord Stream mới bị hư hại, phía Ukraine phủ nhận mọi trách nhiệm. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky thời điểm đó còn nói rằng việc nghi ngờ Ukraine phá hủy đường ống Nord Stream là một thuyết âm mưu nực cười. Mới đây, Tổng thống Ukraine tiếp tục bác bỏ sự liên quan của ông vào vụ nổ này. Truyền thông Mỹ thừa nhận rằng quân đội Ukraine gặp phải sự kháng cự ngoan cường của quân Nga, nhưng cho rằng còn quá sớm để bàn về động thái của quân đội Ukraine trong thời gian vừa qua. Cường độ của chiến trường Nga-Ukraine gần đây ngày càng ác liệt, ngày càng nhiều thiết bị quân sự viện trợ của phương Tây bị quân Nga phá hủy. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề. Tờ Thời báo New York vào ngày 9 tháng 6 đăng tải bài viết thừa nhận quân đội Ukraine bị tổn thất về quân số và vũ khí, trang bị trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, việc trong thủng tuyến phòng thủ của Nga sẽ phải trả giá đắt. Nhưng mặt khác, New York Times cũng khẳng định rằng cuộc phản công của Ukraine có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, và lực lượng chủ yếu vẫn chưa được huy động. Vì vậy còn quá sớm để bàn về thành công hay thất bại của cuộc phản công. Cuộc phản công của Ukraine dự kiến sẽ là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất ở châu Âu trong những năm gần đây, với hàng trăm nghìn binh sĩ và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và pháo chiến đấu diễn ra trong một không gian rộng xung quanh các vùng đất nông nghiệp, thị trấn và làng mạc. Vào ngày 9 tháng 6, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào quân đội Nga ở nhiều địa điểm ở phía đông nam. Giao tranh ác liệt cho thấy có vẻ như cuộc phản công đã được chờ đợi từ lâu của quân đội Ukraine đang được tiến hành và họ gặp phải sự kháng cự ngoan cường của quân đội Nga. Tờ Washington Post vào ngày 9 tháng 6 cũng cho biết, trong 36 giờ kể từ khi Ukraine bắt đầu tấn công, giới lãnh đạo chính trị hoặc quân sự Ukraine đã không báo cáo bất kỳ tiến triển lớn nào, cho thấy giai đoạn chiến đấu này có thể khó khăn hơn nhiều so với một chiến dịch tương tự vào mùa thu năm ngoái. Hai quan chức cấp cao của Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên xác nhận rằng, đúng như dự kiến, các lực lượng Ukraine đã chịu thương vong và tổn thất trang bị trong giai đoạn đầu của cuộc phản công mặc dù việc đánh giá định lượng và phân loại thiệt hại vẫn đang được tiến hành tờ new york times cũng cho rằng mặc dù còn thiếu tin tức về tổn thất của hai bên trên chiến trường nhưng trong tình huống bình thường thương vong của phe tấn công sẽ lớn hơn nhiều so với thương vong của phe phòng thủ các nhà phân tích cảnh báo rằng ukraine sẽ rất khó khăn và tốn kém để vượt qua tuyến phòng ngự của nga người nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ rất vững chắc bao gồm chiến hào bong ke bãi mìn ụ pháo chứa ngại vật chống tăng bằng bê tông Ngoài ra địa hình bằng phẳng thuận lợi cho lực lượng pháo binh và không quân Nga phong tỏa quân đội Ukraine. Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn của Washington đã công bố một báo cáo vào ngày 9 tháng 6 mô tả rằng Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ mạnh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai ở Japo, Russia. Mới đây, các blogger quân sự Nga cũng lan truyền trên mạng xã hội, loạt hình ảnh rõ nét cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Phóng viên New York Times đã xác nhận tình trạng thực của thông tin này và cho biết ít nhất 3 chiếc Leopard 2 và 8 chiếc Bradley của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt hoặc bỏ rơi. Hãng tin Mỹ CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận vào ngày 8 tháng 6 rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong đáng kể trong quá trình tấn công vào tuyến phòng ngự của quân Nga. CNN cho rằng quân đội Nga kháng cự ngoan cường bằng tên lửa chống tăng và súng cối, còn phía Ukraine gặp khó khăn khi băng qua bãi mìn. Nhưng mặt khác, giới phân tích phương Tây vẫn kỳ vọng vào triển vọng phản công của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự và quan chức Mỹ cho biết còn quá sớm để đánh giá liệu cuộc tấn công của Ukraine có thành công hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!